chào quý anh chị em và các bạn đã đến với kênh Ông Trẻ Thơm, khám phá để sống văn hóa các dân tộc. Nếu các bạn thấy video hay, xin vui lòng đăng ký và nhấn chuông theo dõi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu khám phá video. Xin kính chào quý anh chị em và các bạn đang đến với kênh Ông Trẻ Thơm. Hôm nay tôi giới thiệu với quý anh chị em và các bạn là một trong những ngành nghề thủ công mỹ nghệ đan lát từ mây tre, các vật dụng từ ở miền núi và vùng nông thôn, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số và đặc biệt là người dân tộc Cao Lam đã tạo ra cho mình những đôi tay khéo léo để đan những vật dụng thơ mộng, đan những vật dụng hữu ích cho cuộc sống từ ngàn xưa để lại. Đến nay thì ngành nghề thủ công mỹ nghệ đã được sản xuất và được xuất khẩu từ trong đất nước Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tạo nên một nét văn hóa tinh tế cho cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và đồng bào dân tộc Cao Lam ngày càng phát triển với đôi tay khéo léo và vô sở hữu của mình càng ngày càng cao. Trong cuộc sống thời hiện đại thì ngành nghề được thủ công mỹ nghệ càng được rất là nhiều người chú ý và quan tâm. Vấn đề bảo vệ và phát triển ngành nghề đang là mối quan tâm của các ngành các cấp. Hôm nay tôi đứng ở đây và được giới thiệu đến quý anh chị em và các bạn, ngành nghề thủ công đan lát đã rất phát triển từ cộng đồng dân tộc Cao Lam và các dân tộc thiểu số khác. Đặc biệt trên đất nước Việt Nam của chúng ta, ngoài các dân tộc thiểu số thì các đồng bào dân tộc Kinh cũng ở vùng nông thôn cũng đã chăm chỉ làm cho mình những vật dụng trong cuộc sống thường ngày. Hôm nay tôi được mạn phép giới thiệu với quý anh chị em và các bạn ngành nghề đan lát thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số. Mời các bạn hãy theo dõi cùng video. Đây là hình ảnh một cây thang bằng tre. Một hình ảnh cây thang bằng tre rất quen thuộc với tất cả các gia đình tại vùng nông thôn Việt Nam và đặc biệt là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Ngoài ra chúng ta còn thấy các vật dụng xinh xắn tinh tế để phục vụ cho đời sống với một đôi tay khéo léo tài tinh đan lát thành những vật dụng vuông thành góc cạnh tinh tế vô thẩm mỹ cao. Để đan lát thành những vật dụng tinh tế xinh xắn như thế này không phải là ngày 1, ngày 2 chúng ta đã thuần thục để đan lát. Công việc này là do người đi trước bày cho người sau, người đi sau lại bày cho những người đi sau nữa. Tập tành, quen tay, từ từ rồi sẽ ra những sản phẩm đẹp mắt nhất, tốt nhất, có thể sử dụng và có thể mang đi bán ở ngoài thị trường. Với cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, khi chúng ta đi ra một ngôi chợ nhỏ hay một tạp hóa nhỏ, chúng ta bắt gặp nhan nhản những vật dụng trong đời sống gia đình của chúng ta từ nông thôn đến thành thị. Bởi nhựa hóa, inox hóa, nhôm hóa, tất cả mọi thứ đã làm cho ngành nghề thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam điêu đứng, lo lắng, đầy bất an. Với những người yêu nghề, say nghề, ngành nghề thủ công mỹ nghệ, họ đã không ngừng học hỏi, không ngừng nỗ lực để trau dồi thêm kinh nghiệm cũng như cách để phục hồi ngành nghề của mình để mang những sản phẩm tốt nhất, hữu ích nhất, thân thiện với môi trường, thân thiện với con người để xuất khẩu ra nước ngoài. Cần có một đôi tay khéo léo và sự kết hợp chu đáo, vô thẩm mỹ trong đời sống hiện đại. Đây là hình ảnh được ghi tại một trung tâm thương mại tại thủ đô Kuala Lumpur. Hình ảnh quá đỗi thân quen. Đây là hình ảnh người ta triển lãm những vật dụng được làm từ thủ công mỹ nghệ như từ mây, tre, nứa và các vật dụng thân thiện với rừng núi, với vùng quê, tạo nên những sản phẩm tinh tế. Hình ảnh một chiếc lồng. Đây là một chiếc lồng bắt lợn ở trên khu vực đồng bào các dân tộc. Một chiếc lồng được làm bằng mây, chắc, bền và đẹp, có thể tái sử dụng nhiều lần, chứng tỏ rằng đồng bào các dân tộc đã khéo léo từ ngày xưa, đã biết kiếm từ những vật dụng từ trong rừng
Hiện tại thì những cây mây đã được trồng phổ biến, tạo ra những vật liệu và đan lát những thành phẩm để bán ra thị trường và phục vụ cho đời sống, phục vụ cho đông đảo các tầng lớp nhân dân và xuất khẩu. Những chiếc rổ, chiếc giá, những đôi quang gánh khiến chúng ta lại nhung nhớ về một vùng quê. Ai đó có quê ở Tây Bắc, Đông Bắc, ai đó có quê ở vùng nông thôn, lại nhớ bà, nhớ mẹ, những lúc rảnh rỗi, đan lát những vật dụng hữu ích cho cuộc sống. Những chiếc giỏ quen thuộc bắt cá của đồng bào dân tộc Cao Lan và các dân tộc thiểu số khác. Trong những ngày mùa rảnh rỗi, họ đi ra đồng, bắt tôm, bắt cá, đi những theo những con suối, đi theo những bờ kênh để bắt những con ốc đầy giỏ, đong đầy kỷ niệm. Hẳn trong chúng ta, khi còn bé, được theo chị, theo anh, theo mẹ, đi ra đồng, những buổi trưa hè, những con cua, những con cá đầy ắp một giỏ sẽ mang về cho gia đình một bữa ngon tươm tất của vùng quê. Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đang theo dõi video này thì thấy những hình ảnh quen thuộc như thế này, và chúng ta sực nhớ đã bao nhiêu lâu rồi chúng ta không trở về quê hương. Những ai đang xem video này là ở vùng Tây Bắc, Đồng Bắc, vùng Tây Nguyên, ở vùng nông thôn đồng bằng, hay ở một vùng sâu, vùng xa nào đó, có cơ hội được học hành đến nơi đến chốn, có cơ hội được thoát ly và trụ bám tại thành phố làm việc. Rồi đã bao nhiêu lâu các bạn không trở về quê, đã bao nhiêu lâu các bạn không hoài niệm về một tuổi thơ đầy nhung nhớ của quê nhà. Tôi phải công nhận rằng với đôi tay khéo léo của đồng bào dân tộc và những nghệ nhân đã tạo nên cho cuộc sống thi vị hơn bao giờ hết. Với cuộc sống hiện đại, mọi thứ dường như rất là hiếm. Các đồ dùng đến từ các vật dụng quen thuộc với môi trường và thân thiện với con người. Chúng ta hãy yêu ngành nghề thủ công mỹ nghệ, cũng như là giúp cho đồng bào các dân tộc và các làng nghề truyền thống để họ có công ăn việc làm bằng ý thức, và hãy đi ra ngoài chợ, hãy đi đến châu thị mua những vật dụng cho đồng bào dân tộc và những người làm thủ công mỹ nghệ. Tôi là một người đồng bào dân tộc Cao Lan và đã xa quê hương của mình rất là lâu để lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lại lập nghiệp tại Đông Nam Á, một đất nước Malaysia đầy sôi nổi. Vì công việc cho nên tôi phải bám trụ tại thủ đô Kuala Lumpur. Tuy nhiên khi nhìn thấy những hình ảnh như thế này, tôi lại xao xuyến, tôi lại day dứt nhớ về quê hương mình, nhớ về những ngày bà chỉ tận tay đàn những chiếc giá, những chiếc rổ xinh xinh nhỏ nhỏ. Nhớ những ngày còn tuổi thơ, mẹ hướng dẫn mình đàn những cái quạt từ cọ. Rồi nhớ những ngày tuổi thơ của mình, bố dạy cho mình làm những vật dụng từ các cây gỗ, rồi làm mộc, vân vân và vân vân. Tôi tin chắc rằng ngành nghề thủ công mỹ nghệ tại đất nước Việt Nam chúng ta, ngành nghề thủ công mỹ nghệ tại các vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt là người dân tộc Cao Lan, sẽ ngày càng phát triển, sẽ chăm chú hơn đến hình thức mẫu mã cho những người trẻ, những người đang sống tại các đô thị. Đây là hình ảnh được quay tại một cửa hàng tại một trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Những hình ảnh này quá đỗi đáng yêu, tôi đã phải ghi lại, bởi những chiếc rổ xinh xinh, những chiếc giá xinh xinh, tất cả đều làm từ vật dụng bằng tre. Và giá cả của nó thì không phải là rẻ ạ. Những sản phẩm này có thể là trang trí cho phòng khách, cho phòng ngủ cụ. Những vật dụng này có thể là để ở bếp, để ở kệ. Những sản phẩm quá đỗi thân quen như thế này và thân thiện với môi trường thì nó rất là phù hợp cho cuộc sống hiện đại. Những ngôi nhà hiện đại, mọi thứ đều hiện đại. Tuy nhiên nếu mà được kết hợp bởi những sản phẩm
đan lát, những thủ công, những mặt hàng thủ công với nghệ thì sẽ tăng thêm cho ngôi nhà của mình sự tinh tế, sự sang trọng. Đồng thời đã giúp đỡ được rất là nhiều người, những người đang làm công việc ngành nghề thủ công với nghệ. Tôi tin chắc rằng nay đây đồng bào các dân tộc của chúng ta sẽ phát huy thêm về cách khôi phục cũng như là cách phát triển cho ngành nghề thủ công mỹ nghệ được vươn xa hơn nữa. Sau khi trao đổi với rất là nhiều bạn bè nước ngoài thì họ đều rất yêu thích những sản phẩm này. Tôi đã khoe với họ rằng là tất cả những sản phẩm này ở vùng quê tôi, mẹ tôi, bà tôi, chị tôi và cả một vùng dân tộc quê tôi đều biết đan lát những sản phẩm này. Và tất cả những sản phẩm này được phục vụ cho đời sống thường ngày. Họ đã vô cùng ngạc nhiên và họ thích thú. Họ đã muốn một ngày nào đó được trở về vùng đồng bào dân tộc Cao Lan tôi và thăm các dân tộc thiểu số khác tại Việt Nam để tận mắt xem đồng bào và đến tận những làng nghề thủ công mỹ nghệ, xem những đôi tay khéo léo cần cù tạo nên những sản phẩm vô cùng tinh tế và có gu thẩm mỹ cao. Hiện tại thì tất cả những ngành nghề thủ công mỹ nghệ họ đã biết tận dụng và khéo léo để lồng ghép những sản phẩm của mình với các chất liệu khác, tạo nên sự thu hút và cách gu thẩm mỹ tinh tế cho việc sử dụng và việc trang trí. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì ngành nghề thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được khôi phục và phát triển nhiều hơn nữa. Các bạn thân mến, đoạn video của chúng tôi, của tôi đến đây thì nó cũng tạm dừng rồi. Cảm ơn sự chú ý của mọi người đã dành cho video này. Video này thật ra là tôi đang nhớ về quê nhà, nhớ một vùng quê yêu dấu của đồng bào dân tộc Cao Lan.